Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác, đó là một cái dòng cạ 36 lưỡi này. Bộ này thì rất là ok luôn. Đó, thì một cái dòng cạ 36 lưỡi này nó sẽ gồm cho các bác đó là 36 cái lưỡi dao, 36 cái lưỡi dao này, và một cái bàn cạo, một cái bàn cạo và một lọ kem cho các bác để các bác có thể cạo râu cho nó thoải mái luôn nhé. Hàng này thì rất là đầy đủ và xịn sò luôn, 5 này, 10, 15, 20, 30, 35 và một cái ở đây là 36. Khi có nhận hàng kiểm tra hàng đủ 36 cái lưỡi giúp em nhé, đủ 36 cái lưỡi giúp em. Hàng này thì chuẩn chỉ luôn, có một cái lọ kem và một cái bàn cạo, tháo ra lắp vào rất là dễ này. Đấy, các bác chỉ cần ấn nút này. Đấy, hàng rất ok luôn nhé. Đó, cạo 36 lưỡi, con này bên em đang có mức giá của nó chỉ có giá là 50.000 đồng thôi các bác nhé. 50k một cái bộ cạo 36 lưỡi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng khóa Đức này, khóa đồng này. Cái dòng này thì dùng rất ok luôn. Hàng này hàng của Made in Germany của Đức này. Hàng xịn sò luôn nhé, các bác khóa mở rất là tiện lợi. Đó, một cái dòng khóa Đức này thì ở bên shop nhà em đang có mức giá của nó cũng rất là ok luôn. Giá chỉ có 130.000 đồng thôi các bác nhé. 130.000 đồng một cái khóa Đức này. Hàng này thì các bác sử dụng thoải mái luôn, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đó, dòng này thì nó có cái đoạn chống cắt này nên là các bác dùng cũng rất là ok nhé. Khóa chống cắt dùng cũng rất là ok luôn. Đấy, 130.000 đồng một cái sản phẩm khóa đồng như thế này. Hàng xịn sò và chất lượng luôn, mở khóa đóng khóa rất là tiện lợi. Đó, dòng khóa Đức, các bác đi đâu đi đó thì các bác khóa lại nó rất là yên tâm trong gia đình. Đấy, mã sản phẩm tiếp theo. Đấy, thì một cái dòng khóa bánh xe số ấy, bánh xích khóa phanh đĩa. Cái dòng khóa phanh đĩa này của Stroy Germany của Đức, hàng của Đức ấy. Các bác mở khóa các thứ rất là tiện, rất là tiện lợi luôn nhé. Mà cái dòng này thì dùng rất là an toàn luôn, thiết kế của nó thì nhỏ gọn. Hãy Stroy này, con này thì giá mềm thôi, con này bên em đang có mức giá chỉ có 90.000 đồng. 100k nhưng mà đang giảm giá cho các bác xuống còn 90.000 đồng nhé. Đó, khóa các bác lên cho em mã này, mã khóa phanh đĩa. Khóa phanh đĩa 90k thôi nhé, giảm cho các bác 10.000 đồng còn ít nữa thôi. Đó. Cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng mic hát karaoke này. Hàng này thì hàng của thương hiệu Sure, hàng của Mỹ này. Nguyên siêu, hàng nguyên hộp luôn. Hàng nguyên hộp luôn các bác nhé. Đây, mic này. Cái này thì công tắc bật tắt của nó lại ở đây này. Công tắc bật tắt của nó lại ở đây. Hàng dùng rất là ok luôn nhé. Con này các bác hát các thứ rất là tiện lợi luôn. Dây của nó này cũng là hàng của Mỹ, hàng của Marine USA. Hàng này hàng xịn luôn này. Hàng xịn luôn nhé. Hát rất ấm luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 290.000 đồng. 290.000 đồng và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Cái dòng mic này rất là tiện, các bác có thể rút dây ra, các bác thay dây đỡ tốn tiền, mà ví dụ cứ lâu lâu thay pin tí, lâu lâu thay pin tí thì con này nó rất là phù hợp. Đấy, thì các bác nào mà không thích mic dây thì chúng ta có thể, không thích mic không dây thì chúng ta có thể sử dụng mic này. Đó, mic hát karaoke nhé, bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 290.000 đồng và bên nhà em bao ship các bác nhé. Đó, thì các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline em đang để góc màn hình. Quý các bác anh chị đi qua kênh đang xem video thì bớt chút thời gian cho em dân trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái dòng đá cắt sắt của thương hiệu Capucci. Dòng đá cắt sắt này thì kích thước của nó là 107 x 1.2 x 16. 107 x 1.2 x 16 mm. Hàng đẹp luôn nhé. Đá đỏ nhé. Đá đỏ thì lúc nào thế nó bền, nó cắt nó không hạn chế bị văng. Đó. Mà dòng này cắt nó rất là ngọt. Cái dòng đá cắt này nó cắt rất là ngọt luôn nhé. Hàng của Capucci. Ở đây thì nếu mà các bác mua lẻ vài viên thì là 5.000 một viên. Còn các bác mua cả hộp như thế này, một hộp 50 viên hai lốc này, một hộp 50 viên hai lốc này thì giá của nó sẽ chỉ có cho các bác đó là 220.000 đồng và bên nhà em bao ship 220k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mẫu đá cắt này, hộp 50 viên nhé, hộp 50 viên giá chỉ có 220k đấy, mà lại còn bao luôn ship, tức là đâu bao nhiêu 4.000 một viên, nó rơi vào cửa chỉ có 4.000 một viên đá cắt sắt. Hàng xịn sò luôn. Đó. Rất là chất lượng các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng máy hàn nhiệt. Cái này thì dành cho bác nào mà làm thợ điện nước. Đấy, hoặc là các bác mua về thỉnh thoảng, thực sự là các bác ở nhà hay dùng hay hàn ống nước ấy, không phải đi mượn nữa, thì con này rất là tuyệt vời. Đấy, nhất là thợ điện nước mà bác nào làm cái dòng này thì rất là ok luôn. Con này nó có 3 lỗ này. Các bác có thể lắp một phát 3 cái này
Thì đầu tiên các bác lắp 20 xong là 25 xong là 32, hoặc là các bác có thể lắp vừa con này có bát đến bát 63. Bác nào mà làm nghề mà hàn đến bát 63 thì thoải mái luôn. Rộng rãi. Bát 70 cũng được nhưng mà 70 thì các ít hiếm khi có bác dùng đến. Thế nhưng mà bát 63 đây. Đầy đủ bộ của nó nhé, lắp đầy đủ luôn. Con này lên nhiệt rất là tốt, lên nhiệt rất là tốt và dưa le tự ngắt mà nó làm nhiệt rất là nhanh, nên là các bác không mùa đông ở ngoài Bắc hoặc là các bác ở trong miền Nam làm rất là ok. Giá của con này có 550.000 đồng thôi, 550.000 đồng một cái máy hàn nhiệt này. Và con này nó có một cái đầu trên này này để các bác xoáy vào, các bác xử lý sự cố khi mà các bác khoan vào ống đó, thì con này cũng rất là tuyệt vời. Các bác lên cho em mã này, mã máy hàn nhiệt nhé, con này cao si. Giá của nó thì là 550k và bên em bao ship đấy, từ bát 20 đến bát 63. Nó có đầy đủ trong này cho các bác là 6 bát và những cái bộ lục giác, những cái lục giác để các bác bắt vào. Máy hàn nhiệt có nhé, có cả chân để các bác giữ. Đó. Một cái mã tiếp theo. Một cái bộ mũi khoan khoét lỗ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. 6 mũi. Con này thì nó sẽ có cho các bác từ đầu tiên là con to nhất, mũi to nhất 30, 25, 22, 20, 18 và 16. Đấy. Các bác khoét lỗ cho em này. Đây. Các bác khoét lỗ cho em vào lỗ sắt. Đấy. Đầu ở đây nó có mũi khoan dẫn hướng. Đấy. Khoét sắt các thứ đều thoải mái. Các bác lên cho em bộ này, bộ mũi khoan khoét nhé. Bên nhà em đang có mức giá đó là 270k. Giá cũ của nó sẽ là 300 nhé. Giá cũ nó 300, lần này em đang giảm giá cho các bác xuống là 270. Và cái mã sản phẩm này là đã bao gồm phí ship cho các bác rồi. Tức là các bác nhận hàng, các bác chỉ cần thanh toán 270.000 đồng là xong, là ok. Đấy. Bộ mũi khoan khoét nhé, 270.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái bộ này. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng là bộ mũi khoan tháp. Bộ mũi khoan tháp 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết đây, các bác có thể theo dõi giúp em. Tại vì cái này không phải là chuyên môn của em, nên là em thực lòng với các bác luôn là em không biết những cái số này là nó là cái gì. Đấy, thì những cái chi tiết số nó đây. Và bên trên là bút, một cái bút lấy dấu. Chọn một cái bộ mũi khoan khoét của thương hiệu Unica, hàng của nội địa Nhật nhé. Giá của nó chỉ có 180.000 đồng thôi nhé. Đấy, bộ mũ khoan tháp chỉ 180.000 đồng một bộ như này. Hàng đẹp xịn sò, hộp đàng hoàng. Cái này nó có hộp các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. 180k. Một các cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng cờ lấy xích. Một cái dòng cờ lấy xích. Con này thì một cái cán này của nó là 40cm. 400mm là 40cm này. Và cái xích của nó dài 70cm. Và cái xích của nó dài 70cm nhé. Một cái dòng cờ lấy xích này thì giá mềm. Con này nhà, bên nhà em đang có mức giá chỉ có 180.000 đồng. 180k và bên nhà em bao luôn phí ship luôn. Đấy. Cờ lấy xích 180.000 đồng bao ship. Hàng này các bác xoáy ống thì tuyệt vời này. Bác nào mà hay làm đến ống các bác xoáy, các bác có thể chế thêm cái xích này dài ra nhé. Các bác có thể mua thêm xích để các bác chế dài ra. Siết rất chặt, giữ rất chặt, xoáy rất là khỏe luôn. Cờ lấy xích 180k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng đốc sạc 4 pin của thương hiệu Lycocala. Hàng đẹp luôn. Xịn sò luôn. Đẹp xịn sò luôn. Các bác có thể sạc được một phát 4 pin viên pin. Hoặc là các bác có thể sạc 3 viên, 2 viên hay là 1 viên, các bác đều sạc được. Ở đây thì cái giải pin của nó các bác có thể sạc được rất là rộng. Đây. Các bác có thể nhìn thấy xem là cái pin nào phù hợp với pin nhà các bác nhé. Đấy. 110 sử dụng điện là 110 đến 240V này. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Các bác có thể pin to thì các bác có thể ấn vào để kéo cái lò xo ra này. Đó. Thương hiệu của nó là Lycocala 4 pin. Rất là xịn, loại này là loại xịn nhé các bác nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó là 350.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã đốc sạc 4 pin nhé. Đốc sạc 4 pin Lycocala. Đốc sạc
4 này, 350k này, bao ship toàn quốc, 350.000 đồng một cái đốc sạc 4 và bao ship toàn quốc. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng đốc sạc 2 pin. Cái dòng này không những là các bác có thể sạc pin vào được. Đây, sạc pin vào đây. Đấy, như này các bác cắm vào đây các bác sạc pin. Còn là các bác muốn lấy pin ra thì các bác cắm vào cái USB này. Vừa sạc vừa lấy ra pin ra. Cái dòng này thì của Licocala, đốc sạc 2 pin. 200.000 đồng vừa bên nhà em bao ship. Vừa làm sạc dự phòng được. Vừa sạc cho pin và vừa lấy pin lấy ra để làm năng lượng để các bác có thể sạc được. 200.000 đồng vừa bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã đốc sạc 2 pin. Đốc sạc 2 này. 200k. Bao ship toàn quốc. 200.000 đồng vừa bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác đốc sạc 2 pin. Đây các bác cũng có thể sạc được rất là nhiều loại này. Thông số của nó đây nhé, các bác có thể chụp lại màn hình hoặc các bác có thể tạm dừng lại để các bác xem. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ lục giác. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bác nào làm điện lạnh hay điện nước nên có này. Hoặc là nhà, đơn giản là nhà các bác cần cũng nên có một bộ này, đỡ phải đi mượn. Đã phải đi mượn mọi các thứ nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là Kabushi. Xịn sò luôn này. Mức giá của con này thì mềm. Chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em mã này là mã lục giác gấp 80k. Hoặc là các bác có thể bảo em là lục giác 80k là được. Đấy. Còn một cái loại lục giác nữa này. Cái loại này thì khác một chút. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái. 8 đồng. Giá của nó thì sẽ là 100k. Nó cũng như thế thôi. Nhưng mà nó khác nhau. Cái là một cái là các bác rút ra và một cái các bác dài hơn, to hơn. Đây. Nó dài hơn. Mỗi cái nó có một ưu được nhược điểm riêng. Đấy. Thì con này giá nó nhỉnh hơn một chút, 100.000 đồng một cái. Lục bộ lục giác này, đây chi tiết của nó này. Đẹp luôn nhé. Hàng của Kabushi các bác nhé. Xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo. Bác nào mà làm điện nước này. Một con kéo cắt ống 63 nhé. Rất là ok luôn. Cái dòng này cắt ống to rất là ngọt. Mà nó rất là nhẹ tay, nó có trợ lực, nó rất là nhẹ tay. Đấy. Em làm điện nước em biết rồi, cái dòng này cắt sướng. Các bác nghe tiếng kêu nó rất là đanh luôn. Giá chỉ có 220.000 đồng thôi. Bao ship cho các bác cái kìm kéo cắt ống của Kabushi. Kéo cắt ống 63 220.000 đồng với bên em bao ship nhé. Kéo cắt ống 63 220k bao ship. Còn cái loại nhỏ hơn này này. Con này thì chỉ cắt ống được 42 thôi. Chỉ cắt thật to nhất ống 42. Con này dùng rất là ok luôn nhé. 150k. Một trăm năm mươi ngàn đồng. Kéo cắt ống 42. Hàng xịn luôn. Đấy, hàng xịn luôn nhé. Hay là một cái dòng kéo cắt ống nữa này. Ở đây còn một cái loại kéo cắt ống nữa. Đấy, hay là còn một cái loại kéo cắt ống nữa này. Con này thì các bác cắt làm điện nước này. Đấy, các bác làm điện này. Các bác cắt là xoáy luôn phát là được. Không có cực cực cực. Hàng ok luôn nhé. Con này các bác làm điện với cắt ống từ ống 32 đổ xuống. Con này thì rẻ thôi, giá chỉ có 80k thôi. Nhưng mà cái này bác nào mà làm điện nước thì nó rất là tiết kiệm thời gian luôn.
mà làm rất là nhanh luôn. Bác nào mà chuyên điện thì con này cũng được, hoặc là làm điện nước hay đấu ở trong phòng ấy, thì con này cũng được. 80.000 đồng kéo cắt ống. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng ly giữ nhiệt này. Hàng mới nguyên túi bóng luôn. Này, cái này chắc chắn là không thể tránh được những cái hơi bụi một chút. Hàng nội địa Nhật nhé. Cái này là hàng nội địa Nhật này các bạn. Hai lớp inox 304. Cái dòng này thì các bác đựng nước nóng nước lạnh đều ok. Nhưng mà có một cái điều lưu ý là khi mà các bác đã đựng nước nóng ấy, thì các bác không hất vẹt phát đi và các bác đổ nước lạnh trực tiếp vào thì nó sẽ mất cái chân không. Nó sẽ mất cái chân không ở giữa đi. Hàng đẹp, đây cái này thì các bác phải, các bác nếu mà nhà em sót thì các bác lau qua đi một tí nhé, lau là sạch những cái này. Đẹp. Đẹp ok luôn. Con này thì nếu mà các bác lấy từ 5 cái đổ xuống thì giá của nó sẽ là 65.000 đồng. Và khi các bác muốn lấy từ 5 cái trở lên, giá của nó từ 6 cái trở đi thì giá của nó sẽ là đây. Từ 5 cái trở xuống thì là 65k. Đấy, còn từ 5 cái trở lên thì từ 6 cái trở lên thì là 60k. Và riêng cái dòng ly giữ nhiệt này thì từ 10 cái trở đi thì nhà em mới bao ship nhé. Riêng cái dòng ly giữ nhiệt này thì từ 10 cái trở đi thì nhà em mới bao ship cho các bác được. Các bác lên cho em mã này, mã ly nhiệt Nhật bãi. Ly giữ nhiệt Nhật bãi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Erlenmeyer. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Design Germany của Đức. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn. Hàng nguyên siêu luôn. Đấy. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây, 14,5 6,6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3,9. 18 sâu 11,5 2,9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng năm đáy. Hàng này là hàng năm đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước rồi em sẽ review cho các bạn sau. Đây. Vung này. Đầy đủ luôn nhé. Đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món và có nắp vung đầy đủ. Mỗi cái món này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé. Tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi. Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn. Và giá của nó thì các yên tâm luôn đấy. Giá của nó thì yên tâm luôn là một điều, đó là giá cực kỳ rẻ. Cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ mềm luôn đấy. Khi các bác nhận hàng với nhà em nhé, là các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, kiểm tra thoải mái, không sợ bị bổ lở, vỡ bổ đi đâu. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng nhà em thì cứ người thật việc thật. Đây, một cái bộ của nó này. Gồm có cho các bác đó là 6 món này. Tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả đều có nắp vung riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn. Hàng mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenmeyer. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này từ này hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái. Con này là 5 đáy. Xoong inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó sẽ có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim. Nên là các bác thử nam châm nó sẽ hít. Đấy, con này thì Erlenmeyer này, một con này. Cái chảo này là chảo chống dính nhé. Cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Đó. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng nhà em thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo. Bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Casa Villa 9 đáy.
chín đáy các bác nhé, Casavilla chín đáy này, bếp từ bếp ga đều đun được, khui hộp mới luôn cho bác luôn, hôm nay cũng khui hộp mới cho bác luôn, tất cả nó đều có một cái lớp màn co. Đó, bên trong bộ của nó đây, những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Đây, nắp vung này để em bỏ ra ngoài đó nhé, để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết, không mất nhiều thời gian các bác đâu. Đó, hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp xịn sò luôn, xoong nồi này của nó này, đáy của nó là chín đáy này, rất là dày dặn luôn này, hàng của Kasai Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn để review cho các bác cho nó dễ, hàng nguyên hộp thương hiệu của Kasai Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều, đó là kiểm tra hàng thoải mái, không phải là như kiểu là chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng, nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé, nhất là các bác nào mà có nồi giá cầy mà các bác cho cái sau này bác hầm thì tuyệt vời. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. À, đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn, để đỡ phải đo nhé, đỡ phải đo đỡ mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây, một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây 6 món này, 24 x 6.5 này là cái chảo này, 24 x sâu 13.5 6.1 là cái xoong to này, 20 x sâu 11.5 là cái xoong nhỡ, 18 x sâu 10.5 2.5 lít là xoong nhỡ nữa, 16 x 9.5 là xoong nhỏ cuối cùng, và cái xoong ngoái bột là cũng thế 16 x 9.5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn, hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ấy. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ấy, mà nhìn nó bẩn bẩn ấy, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé, Kasai Villa cực đẹp cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng nắp vung của nó khác, nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Kasai Villa. Đó. Một cái chảo này, dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhá. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi, cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Kasai Villa đầy đủ hết. Đấy. Kasai Villa này, Kasai Villa này. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện, tại vì làm sao, mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi. Đó, một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy, một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 món, 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950.000 đồng nhé. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Một số những cái mã sản phẩm đầu tiên em xin giới thiệu với các bác, đó là một số những cái dòng kính. Kính ở đây là kính thời trang, kính Mỹ, kính của Pháp cũng có, hoặc là Italia, rất là nhiều. Hàng toàn bộ là hàng bãi sách tay nhé các bác nhé. Con này thì nó là một dòng kính cận, kính lão này. Nó có rất là nhiều màu nhé các bác nhé. Cái dòng này kính này của nó rất là nhiều màu, rất là đẹp luôn. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng của Berlin, made in Germany của Đức. Berlin Germany của Đức này. Đây này, hàng này là hàng chuẩn chỉ luôn, xịn sò luôn nhé. Hàng này thì các bác cận đeo mua cái này thường thường, các bác về các bác đeo thử luôn cho em. Đấy, là các bác có thể nhìn rõ hay không rõ là các bác nhìn ra luôn. Hàng này thì đảm bảo cho bác luôn nhé. Cái mã này thì ở bên nhà em đang bán đồng giá với cái mức giá đó là 250.000 đồng nhé. 250.000 đồng một cái mã kính tuổi này. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã kính tuổi, kính lão.
250k và bên em bao ship toàn quốc. Cả bao ship. Kính lão kính tuổi. Một cái mã tiếp theo. Một con tính kính của Carter này. Carter. Hàng đẹp luôn. Khung gọng của nó cực kỳ chắc chắn và đẹp này. Carter này. Đấy. Hàng này thì hàng của Made in Farikan của Pháp. Hàng này hàng của Made in Farikan của Pháp nhé. Này. Made in Farikan. Hàng của Pháp. Xịn sò luôn. Nói chung là những cái dòng này rất là đẹp. Đẹp và xịn sò nhé. Đấy. Con này thì kích thước của nó đây. Cái size kính của nó nhé. Một số bác lại thích đo size thì đây. Con này là 14, size của nó là 14. Mã này các bác lên cho em, mã này là mã kính 120. D120. D120. 330k. D120 330.000 đồng và bên em bao ship cho các bác cái mã D120 này. Đấy, các bác lên cho em kính D120 330.000 đồng và bên em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo, một con Poucher. Một con Poucher này. Khung gọng của nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Khung gọng của nó cực kỳ đẹp luôn. Mặt kính của nó. Hàng này design Italia này. Made in Italia này. Italy này. Đó. Con này thì size kính của nó đây các bác nhé. 14.5. 14.5. Con này thì giá mềm mại hơn. Các bác lên cho em mã này là mã D121. D121 này. D121 này. 280k. D121 280.000 đồng. Và đương nhiên là em sẽ bao ship cho các bác luôn rồi nhé. D121. Một cái mã tiếp theo. Một con dây ban. Em phải đổi góc máy quay cho nó đỡ ánh sáng. Trong này của nó thì có đầy đủ giấy tờ này. Giấy tờ này. Giấy lau này. Hàng mới luôn nhé. Hàng con này hàng mới luôn. Chưa qua sử dụng. Hàng cực đẹp luôn này con này. Dây bàn này. Mặt này của nó là màu trà này. À đâu, màu xanh. Em xin lỗi. Màu xanh. Hàng cực đẹp luôn. Dây bàn. Đấy. Hàng này thì hàng thương hiệu dây ban này. Made in Italy này. Đấy, dây ban Made in Italy. Đấy, hàng của Italy. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nguyên hộp nhé. Nó có cả bao da cho các bác luôn. Cái dòng này nó có cả bao da cho các bác luôn này. Đấy, các bác về các bác đựng vào này. Đựng vào bao da. Hàng dây ban này. 100% chống tiêu UV các bác nhé. 100% chống tiêu UV cực kỳ tốt luôn. Màu xanh. Em có cả màu trà các bác nhé. Nếu bác nào lấy màu trà thì các bác nhắn tin lưu ý cho em là màu trà. Đó. Một cái dòng kính bên nhà em này là con dây ban. Con dây ban các bác lên cho em mã này là mã D122. D122. 700k. Hàng cực đẹp luôn nhé. Con này cực chất luôn. 700.000 đồng. Bao ship. Các bác lên cho em mã D122. Nguyên hộp nhé. Còn full hộp luôn. Một mã tiếp theo. Một con kính nữa này. Một con nữa này, con rất là đẹp. Đấy. Các bác về các bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. Mã này VIP luôn. Hàng này thì của Made in Jacare. Made in Jacare này. Sao nó mờ mờ nhỉ. Đây này các bác này. Made in Jacare này. Made in Jacare.
Hàng xịn sò luôn nhé, con này hàng xịn sò luôn. Khung khiếc các thứ rất là chắc, xịn sò, đẹp. Con này các bác lên cho em mã này là mã D123. D123 các bác nhé. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 280k. D123 280k. D123 280.000 đồng với bên nhà em bao ship. Mã D123 này. Một con tiếp theo có bao da luôn này. Có bao da luôn này. Một con Solex. Một con Solex các bác nhé. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Con Solex cực kỳ đẹp luôn. Con này thì mạ vàng của nó là mạ vàng 14K. Đây này các bác. 14K 1/25 này. Mạ vàng 14K 1/25 này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Solex này. Famicang của Pháp này. Solex Famicang của Pháp. Hàng đẹp luôn. Size kính của nó này. Để em đo luôn cho các bác cái size kính, nãy quên con kia, con ấy không đo size cho bác. 14,5. Thực ra là con này, những cái dòng này thì nó cũng vừa hết tất cả các khuôn mặt đi mà. Đấy, 14,5. Màu trà nhé. Màu trà. Bao da luôn, tặng kèm theo đó là nó tặng kèm theo bao da luôn cho các bác luôn. Đấy. À, con này thì các bác lên cho em mã này là mã D124. Đây, để em lôi ra cho các bác xem. Nó khác nhau ở cái mặt này, với cái gọng này. Này, nó khác. D124 nhé. D124 700k. Và bên nhà em bao ship nhé, 700k cái mã D124 này. Và bên nhà em bao ship. Hàng còn nguyên vỏ hộp. Đẹp xịn sò luôn. Bao da nhé. D124. Một con tiếp theo này. Hàng mới này con này. Gọng của nó này. Con này gọng khác. Con này gọng khác nhé. Solex. Solex Famicang này. Solex Famicang. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Con này cũng có bao da luôn nhé. Con này cũng có bao da luôn. Màu trà, bao da. Nó khác nhau ở cái cán này. Các bác lên cho em mã này, mã D125. D125 giá của nó sẽ là, cũng là 700k. D125 700k. Và đơn hàng này đã bao ship cho các bác toàn quốc rồi nhé. Và đã bao ship cho các bác toàn quốc rồi. Mã D125 này. Một mã tiếp theo này. Con này thì từ đầu đến giờ em bán rất là chạy. Từ đầu đến giờ em bán rất là chạy luôn con này. Con này thì cực kỳ đẹp. Cực đẹp cực nét luôn các bác nhé. Cực đẹp cực nét luôn. Con này cũng là Solex của Famicang này. Hàng của Pháp. Mạ vàng cũng là 14K 1/25. 14K 1/25. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D126. Đấy, riêng cái mã Solex như này là nhà em có 3 mã. Riêng cái mã Solex như này là nhà em có 3 mã khác nhau. D126. Đầu tiên là có một mã thôi. Cái dòng khui thùng lại bảo ra được một mã nữa. Giờ lại một mã nữa. Đấy, toàn mã đẹp. Toàn mã đẹp các nhé. D126 này. 700k này. D126 700.000 đồng và bên em bao ship nhé. Mã D126. Một cái mã tiếp theo.
một con Eremi nhé. Hàng này thì các bác mà có bộ đồ lính mà mặc thì quá tuyệt vời. Hàng của Italy. Hàng Army Made in Italy. Xịn xò luôn. Xịn xò luôn này. Đó. Con này thì các bác size của nó này. Thì đây cái size kính của nó đây. Hầu như nó cũng tương tự đương như nhau nhé, nó tầm 14 đến 14,5 tất. Tập tất cả nó toàn từ 14 đến 14,5. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D168. D168. À D128 chị, em xin lỗi. D128. D128 370k. D128 370.000 đồng ở bên nhà em bao ship nhé. D128 370k vào bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Đấy, mã này thì lượt này lại về tìm được rất là nhiều luôn. Một con kính đổi màu. Đẹp không tì vết luôn. Cái dòng này của nó thì là mạ vàng của nó là mạ vàng 18k các nhé. Mạ vàng 18k này. Con này thương hiệu của Mỹ này. USA của Mỹ này. Hàng cực đẹp cực chất luôn. Cái size kính của nó này 14 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D129. D129. D129 700k. D129 700.000 đồng ở bên nhà em bao ship cái mã này. D129. Một con tiếp theo. Một cái mã tiếp theo này. Rất là đẹp luôn. Hàng này thì hàng nét luôn nha các bác nhé. Nên là các bác yên tâm, hàng nét luôn. Đấy, riêng hàng nhà em thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán. Hàng của Louis này. Louis Italy này. Là hàng của Louis. Con này thì size kính của nó đây. Mười bốn phẩy năm cm. Và cái mức giá của con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 290.000 đồng. 290k nhé, con VN này. Các bác lên cho em mã này là mã D130. D130. 290k. Bao ship toàn quốc. D130 290.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một con Gucci. Một con Gucci mặt kính nhé. Gucci Italy. Hàng đẹp luôn. Nhận hàng các bác yên tâm bên nhà em luôn nhé. Là cứ kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Gucci. Các bác lên cho em mã này, mã D131. D131. 300k. 300k một con Gucci nhé. Đó. Hàng này thì hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Xịn sò, chống nắng, chống tiêu UV. Địa điểm. Một cái mã tiếp theo này. Con này cũng rất là đẹp.
khung sườn của nó này, American này, USA của Mỹ này. Rất là ok luôn. Size kính của nó này. Con này à, em đo cho bác size kính luôn. Size kính của con này ơi. 14,5 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D132. D132 350k. Mã D132 350.000 đồng, hàng đẹp luôn. Hàng của Mỹ nhé. Cực kỳ chất lượng luôn. Một cái mã kế tiếp. Một con Gucci. Cái những cái dòng này thì cực kỳ đẹp. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp, cực kỳ nét luôn. Gucci Made in Italy. Các bác lên cho em mã này là mã D134 này. D134 280k. Mã D134 này bên em đang có mức giá đó là 280.000 đồng nhé. Và toàn bộ đơn hàng này bên em bao ship cho các bác nhé. Tất cả đơn hàng bao ship. Một mã tiếp theo này. Một con Dita. Size kính của nó đây. 14 cm các bác nhé. Size kính 14 cm. Hàng này cũng có Italy. Dita Mini Italy. Các bác lên cho em mã này là mã D135. D135 280k. Bao ship luôn toàn quốc nhé. Những cái dòng này thì bên em toàn bộ là bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Hàng thì các bác yên tâm luôn, hàng đẹp, giá thì cực kỳ ok luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu kéo cắt cành trên cao này. Một cái mẫu bộ cưa cắt cành trên cao đây, thì các bác lắp vào thì nó sẽ nhìn thấy. Đấy, nó sẽ có một cho các bác đó là một chọn một cái bộ là lưỡi cưa này, kéo này, lưỡi cưa và kéo này. Đấy, các bác về các bác lắp cái xào vào đây. Các bác mua cái xào của thợ sơn hay là cán cờ đấy. Các bác treo đây. Rồi các bác nếu mà cành to quá thì các bác kéo cưa. Rất là sắc, rất là dễ cưa. Và cành mà bé thì các bác cầm kéo, các bác kéo bác cắt này. Rất là dễ đứt luôn. Đấy. Hàng này thì hàng đẹp luôn nhé. Hàng này của nó là hàng đẹp luôn, xịn sò luôn. Đó. Một con cưa cắt cành trên cao như thế này. Một bộ của nó. Nó gồm có cho các bác đó là dây dợ đầy đủ này. Một lưỡi cưa này. Kéo các thứ như này. Chọn một bộ như này, bên nhà em đang có mức giá cũ là 150.000 đồng. Hôm nay thì em giảm giá cho các bác nhé. Xuống 130k nhé. 130.000 đồng một combo làm vườn. À, một cái kéo cắt cành trên cao. Đấy, giá chỉ 130k. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng kéo cắt cành top cán đỏ trắng. Chất thép con này là chất thép SK5 top Japan. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Xịn sò và ok luôn. Đấy. Kéo cắt cành trên cao này. Chất thép SK5. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá chỉ có 50k thôi. 50.000 đồng một cái mẫu kéo cắt cành trên cao này để về các bác sử dụng nhé. Giá tốt luôn, 50k. À, kéo cái cành tốp, em xin lỗi. Các bác lên cho em mã này, mã kéo cành tốp 50.000 đồng. Hàng đẹp. 50k. Cái mã sản phẩm tiếp theo, bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng
thiết bị vệ sinh và một số những cái dòng vòi nước. Ở đây thì nó là một cái vòi chậu để các bác bắt vào tường. Đấy. Con này thì có thể tháo rời ra. Đấy. Bắt vào tường và bắt vào chậu để em đều có nhé. Vòi này là chỉ có một đơn một chiếc lạnh thôi. Đấy, để các bác bắt vào cái chậu nước mưa ấy, củ các thứ của nó này. Đấy, các bác về các bác bắt vào. Nói chung là bắt vào chậu và bắt vào tường nó đều như nhau cả. Đấy thì nhà em đều có. Đây là một cái loại bắt vào tường. Bắt vào chậu nó cũng như này nhé. Bắt vào chậu nó cũng như thế này. Nhưng mà nó sẽ củ, nó sẽ thẳng xuống. Đấy, hôm nay em lại đang tạm hết hàng nhưng mà có. Mai hàng nó sẽ lại về. Củ gật gù đây. Ở trên đầu này thì nó sẽ có hai cái bếp cho chúng ta này. Đấy, hai cái bếp này để cho bác một cái là vòi tia xung quanh và một cái là vòi ở giữa. Đó, đều rất là tiện lợi. Hàng này thì hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đợt này giá cực kỳ tốt luôn. Đợt này giá của nó sẽ là 250k. Và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã vòi chậu lạnh nhé. Vòi chậu lạnh. Cái bát này bắt chậu rửa bát các bác nhé. 250k. Bao ship toàn quốc 250.000 đồng. Đấy, tất cả bên trên nó như nhau. Có mỗi cái vòi bắt chậu thì ấy, các bác lưu ý cho em cái mã là vòi bắt chậu và vòi bắt tường nhé. Cái này là bắt vào tường. Như em đang giới thiệu bắt vào tường. Và nó có loại bắt vào chậu. Đấy, bắt vào chậu rửa luôn cho các bác luôn. Đó. Thì là giá của nó đồng giá với nhau là 250.000 đồng bao ship. Đồng giá là 250.000 đồng bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái mẫu vòi Larabo. Larabo bóng nhé. Con này giá của nó chỉ có 450k thôi. Hàng này của nó thì là hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì nó sẽ có đầy đủ cho các bác. Những bộ phận như kiểu là dây cấp này. Đấy, dây cấp các thứ này. Rất là xịn sò luôn. Và con này thì bằng của nó, bằng lõi của nó, bằng lõi đồng. Cái lõi này của nó, lõi của củ này của nó bằng lõi đồng nhé. Nên là nó cũng rất là bền, nó rất là xịn sò luôn. Các bác có thể xoáy vào, thoải mái. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, cái mẫu này thì các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo nhé, nóng lạnh. Đấy, để các bác bắt vào cái chậu rửa mặt ý. Bác vào chậu rửa mặt, hàng cực kỳ ok, cực kỳ chất luôn. Giá của nó thì chỉ có 450k thôi, mà lại còn bao ship cho các bác là toàn quốc. 450.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo nhé. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng củ sen. Đấy, nếu mà các bác nào mà không muốn dùng cây sen, cây sen nhà em có thì em sẽ giới thiệu. Thì đây là một cái mẫu củ sen. Hàng này của nó thì là hàng đẹp luôn, cũng là inox. Cũng là inox. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này. Xịn sò luôn. Nó có đầy đủ bộ phận, nó là cái chữ Z này cho các bác. Chữ Z và cái trục inox này nhé. Đấy, một bộ của nó đầy đủ hết cho các bác. Tức là các bác chỉ được về các bác lắp lên thôi. Đấy, lắp lên. Hàng ok luôn nhé, inox. Nhưng mà nó không có dây cấp. Nó không có dây cấp nhé, cái bộ này thì nó sẽ không có dây cấp cho các bác. Inox bóng, sạch đẹp. Con này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 550k nhé. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen. Củ sen, giá của nó sẽ là 550k. Năm năm mươi k vào bên nhà em bao ship nhé. 550.000 đồng vào bên nhà em bao ship cho cái mã củ sen như thế này. Một cái mã tiếp theo, một cái vòi Larabo, nó sẽ phù hợp với những cái màu của cây sen này để trong phòng tắm cho các bác. Cái loại này thì nó lại khác một chút. Đấy, cái loại này thì nó lại dài. Các bác dùng rất ok luôn. Hàng này cũng là hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, cũng xịn sò luôn này. Đấy, cái vòi này thì nó kiểu khác. Lõi của nó này, lõi của nó bên trong này cũng là lõi đồng nhé. Cũng có dây cấp các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhé. Cũng có đầy đủ dây cấp cho các bác luôn. Và các bác về, các bác chỉ việc bắt thôi. Như thế này. Đó. Giá cho các bác là 530.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo 1. Đấy, vòi Larabo 1 530.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này cũng có nóng lạnh này. Các bác mở lên này. Gật gù này. Đấy, rất là tiện. Con này thì các bác có thể xoay được 360 độ này. Mở lên. Rất là ok luôn. Đấy. Xoáy xiếc các thứ rất là tiện lợi. Đó. Vòi Larabo. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo 1 nhé. Giá của nó sẽ là 530.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy. Còn một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đấy. Đó là một cái mẫu cây sen phím đàn. Đấy. Còn cây sen phím đàn này, nó sẽ có cho các bác đầu tiên, đó là cái vòi xả tự do này. Nó có cả vòi xả tự do để các bác xả xuống các bác sử dụng nhé. Một cái vòi xịt để các bác xịt rửa ráy phòng trong phòng tắm vệ sinh của chúng ta này. Một cái bát sen này, một cái sen tay. Đấy, tí nữa em sẽ review chi tiết cho các bác.
một cái sen cây. Đây. Khi các bác dựng lên này, nó sẽ như thế này. Khi các bác dựng lên nó sẽ như thế này. Hàng này thì hàng của Germany của Đức nhé. Đấy, Germany này. Có đồng hồ hiển thị nhiệt độ, như con này rất là xịn sò này. Các bác có thể chỉnh nhiệt độ của nó, ví dụ là nóng lạnh các bác có thể điều chỉnh được. Điều chỉnh được nóng lạnh hay là các bác tắm muốn bao nhiêu độ. Đấy, mức tắm bình thường như nhà em tắm đang là để là 38 39 độ. Đấy, có nhiều bác thích tắm nóng hơn một chút thì là 40. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ ở đây. Và các bác chỉnh cái này. Hàng này thì bảo hành cho bác 1 năm nhé. Đấy, cũng đầy đủ bộ phận các thứ, là chữ Z các thứ cho các bác luôn. Đấy, và cái đây trên này. Đấy, cái bát sen của nó này. Các bác có thể điều chỉnh này. Bấm vào đây điều chỉnh để các cái tia nước của nó này, tia to tia nhỏ này. Đây là cái bát sen tay. Đấy, còn ở trên nó sẽ có một cái bát sen cây nữa này. Cái cổ này, cái cổ đoạn này thì các bác có thể lôi lên thêm khoảng, cho cao lên. Nhà bác nào ví dụ chiều cao, người cao thì các bác có thể lôi lên khoảng 50 phân 60 cm nữa. Đấy. Chọn một bộ cây sen của Đức như này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 1.900.000 đồng. 1.900.000 đồng mà bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác, thiết bị nhà tắm này. Đây là cây sen, cây sen Đức nhé, cây sen Đức 1.900.000 và bên nhà em bao ship đầy đủ cho các bác luôn, phím đàn các thứ, hàng đẹp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng vòi xịt vệ sinh, con này inox, vòi xịt vệ sinh con này inox nhé, để các bác xịt rửa, hàng đẹp luôn. Dây của nó dài 1.2 m, dây của nó dài 1.2 m, inox giá 130.000 đồng. Dây của nó 1.2 m nhé, mình inox này. Giá của nó chỉ có 130k thôi. Vòi xịt vệ sinh 130.000 đồng. Một bộ này. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng máy sấy tóc để các bác treo vào chỗ, trong chỗ cái bàn, chỗ rửa mặt không tắm. Con này là vòi máy máy sấy tóc bắt vào tường. Bắt vào tường này. Các bác treo lên, các bác cắm ổ điện vào. Dùng xong thì các bác bắt vào tường rất là xịn sò luôn. Con này thì dòng này của Toshiba. Con này nó sẽ sử dụng nguồn điện 220V. Công suất của nó là 1200W. Hàng của nội địa Nhật nhé. Hàng của nội địa Nhật. Hàng của Toshiba, hàng xịn luôn. Hàng của Toshiba, hàng xịn luôn nhé. Xịn đẹp, chất lượng. Giá của con này thì mềm thôi. Giá chỉ có 300k thôi. 300.000 đồng nhé. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Tức là nhận hàng các bác chỉ thanh toán 300.000 đồng là xong. Và hàng nhà em thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái, dù các bác mới phải thanh toán, nên là rất là ok. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái giá góc này. Một cái giá góc đây các bạn, các bác này. Đấy, các bác đặt vào góc này, nó rất là tiết kiệm diện tích. Đấy, nó rất là tiết kiệm diện tích cho các bác luôn nhé. Này, góc để ví dụ góc tường này, góc tường nhà vệ sinh các bác có thể đặt vào, rất là tiết kiệm diện tích luôn. Con này thì kích thước nó đây, tổng chiều cao của con này nó là 34,5. Đây, từ trong góc cái này ra này. Nó chỉ có 23 cm thôi. Nó là 2 tầng nhé. Giá cũ em đang bán với cái mức giá đó là 350k. Hôm nay em giảm giá cho các bác xuống còn 300.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã giá góc. Giá góc 300k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã giá góc này nhé. Inox nhé. Chất liệu của nó bằng inox. Rất là bền, xịn sò. Giá bắt góc xịn sò chưa? Giá góc này 300k với bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Một cái mã tiếp theo, đây cái này, cái này nhé, thì là các bác có thể bắt ở góc của bàn bếp được, để các bác để những cái gia vị thực phẩm ấy. Đấy, không phải trong góc phòng vệ sinh mà các bác bắt ở góc bàn bếp, các bác có thể để gia vị thực phẩm này, mắm muối mì chính ấy, các thứ để lên trên dốc, hoặc là các bác có để trong phòng tắm thì các bác để dầu gội sạch phòng các thứ rất là tiện. Đó, không phải là chỉ nguyên là các bác để trong phòng tắm đâu. Một con tiếp theo, một con giá bắt thẳng. Giá bắt thẳng con này thì các bác cũng có thể để trong phòng tắm, để các bác để dầu gội các thứ này. Để em đo luôn cho các bác cái kích thước nhé. Con này rất là cứng chắc. Chiều ngang của con này nó sẽ rơi vào 34,5 cm. Tổng chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 34 cm. Đấy. Chiều sâu của con này nhé, nó sẽ rơi vào 13 cm. Đó. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. Con này chất liệu bằng inox. Các bác về các bác chỉ khoan 4 con vít này. Nó giữ rất là chắc chắn. Giữ rất là chắc chắn nhé. Con này thì bên này em hôm nay xa le cho các bác xuống còn 300k. Bao ship toàn quốc.
300.000 đồng bao ship toàn quốc. Inox của nó rất là dày dặn nhé. Inox của nó rất là dày dặn. Nó sẽ dày dặn hơn cả các cái mà bác mua ở các quán. Và giá của nó thì rất là phù hợp luôn. 300k và bên em bao ship cho các bác cái mẫu giá thẳng này. Đấy, các bác cũng có thể để ở bếp, bàn bếp, chỗ bàn bếp. Các bác nấu nướng, các bác treo lên để các bác bắt lên. Để các bác nấu nướng ra cho gia vị các thứ. Rất là tiện. Đấy, xịn xò. Các bác treo lên. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng giá treo khăn. Cái này thì chắc chỉ có bác ở trong phòng tắm hoặc là ở ấy thôi. Một cái giá này thì nó rất là tiết kiệm diện tích cho các bác. Đó là khi các bác vào trong nhà tắm, các bác dùng thì các bác mở nó xuống, còn không các bác gạt nó lên thì nó sẽ không có vướng víu gì cả. Đấy, hoặc các bác phơi quần áo, những cái bác nào mà ở trọ hay là phòng tắm chật hẹp ấy, thì các bác có thể dùng con này. Rất là tiện lợi xịn xò. Đấy. Giá các bác có thể gấp đây, các bác có thể nhìn thấy nhé. Nên nếu mà bình thường các bác không thì các bác sẽ đặt thẳng nó ra ở cái nền treo vào tường như này. Còn nếu mà khi mà các bác sử dụng thì các bác có thể gấp xuống. Đấy. Thì nó sẽ tiết kiệm, rất là tiết kiệm diện tích. Thì nó sẽ rất tiết kiệm diện tích nhé. Con này thì kích thước của nó đây. Nhân với khi chiều khi mở hết cỡ này nó sẽ rơi vào 34,5. 59 x 34,5 nhé. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá đó là 400k và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này là mã giá treo khăn. Giá treo khăn các bác nhé. 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã giá treo khăn này. Hàng đẹp xịn xò luôn. Đẹp xịn xò và chất lượng luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng sạc bình ắc quy này. Sạc con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup. Để em đi vào chi tiết luôn cho các bác. Cái dòng này thì các bác sạc, cái dòng bình bé này thì các bác sạc cho tất cả các loại bình xe máy cho em. 12V 4A đến 100Ah, từ 4 đến 100Ah này. Các bác sẽ sử dụng cho em là nguồn điện của nó, đó là nguồn điện 110 đến 240V. Các bác đều có thể sạc sử dụng thoải mái. Có quạt tán nhiệt nhé, để nó giữ nhiệt. Cái dòng này là sạc điện tử nên là đầy pin nó sẽ tự ngắt. Hoặc là có sự cố gì nó sẽ tự ngắt. Và các bác lưu ý nhé, cái dòng này thì các bác không mua về các bác không quẹt này để đánh lửa cho em. Đấy, các bác cứ là về và kẹp vào thôi. Đấy, các bác kẹp vào bình ắc quy này. Đấy, là nó đang sạc này. 25 độ này. Đấy, 5,1A này. 14,8V này. Đấy, nó sẽ báo cho các bác luôn nhé. Nó sẽ báo đầy đủ cho các bác những cái thông số như thế này. Rất là tiện lợi luôn. Và đầy pin nó sẽ tự ngắt. Các bác lên cho em mã này là mã sạc ắc quy 4A. Đấy, 4A. Con này thì thực ra nó tối đa nó có thể lên 5A. Nhưng mà các bác cứ lên cho em mã này là 4A. Con này bên em đang có mức giá đó là 200k. Bao ship toàn quốc nhé. 200.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác cái mã sạc 4A như thế này. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng thì các bác có thể test thử thoải mái. Mang bình ắc quy ra ổ shipper cắm thử. Bình lỗi hay là bình các thứ thì nó sẽ đều báo cho các bác luôn. Đúng như hình. Và các bác sử dụng. Mã này là mã sạc 4A này. Hàng mới luôn nhé các bác nhé. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng sạc Forsup 12V 6A đến 24V 3A. Tức là con này các bác có thể sạc được bình 12 và bình 24. Cái này thì cũng có quạt tán nhiệt cho các bác này. Đầy pin thì đương nhiên rồi. Cái dòng này thì nó chắc chắn là nó sẽ tự ngắt. Đấy, các bác cắm điện vào. Các bác chọn chế độ cho em. Đấy, ví dụ là sạc. Con này thì có thể cả sạc được cả bình pin lithium. Đấy, pin lithium các bác có thể sạc được nhé. Đấy, ô tô, xe máy này. Đấy, thì các bác có thể sạc. Đây là bình A mà là bình xe máy. Em sẽ chọn vào cái chế độ sạc bình xe máy. Và các bác kẹp vào bình cho em. Đấy. Sạc này. Đầy pin nó sẽ tự ngắt nhé. Đây này nó sẽ tự động chỉnh cho các bác là 12V này. Đấy. 12V. Lúc 24 này nó sẽ tự chỉnh lên cho các bác lên 24. 1,7A. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì cũng còn nguyên hộp luôn này. Đấy. Các bác có thể sạc cho những cái này. Này. Ô tô, xe máy này. 12V, bình 24 này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Các bác lên cho em mã này. Mã sạc 6A. Sạc 6A. Con này bên em đang có mức giá đó là 340k. Bao ship toàn quốc sạc 6A này. Hàng nguyên hộp luôn. Đấy, mã sạc 6A 240.000 đồng. Một cái mã sản phẩm kế tiếp. Một cái 12V 8A. Con này thì công suất to hơn nhé. Hai con thì đều có khử xung phát relay lại bình nhé. Quên mất con kia lại không giới thiệu. Đây này, nó có cái chế độ
cầu xung phát relay lại bình này. Đây, các bác cắm điện vào này, các bác chọn chế độ này. Đấy, khử xung phát này, ô tô này, bình ắc quy này, xe máy này. Con này thì các bác có thể sạc được bình 12V maximum đến 150Ah này, 12V 8A đến 24V 4A. Các bác chỉnh chế độ thoải mái. Và các bác kẹp vào bình ắc quy. Con này cũng có quạt tán nhiệt nhé, sử dụng điện 100 đến điện 240V đều thoải mái. Đấy, tự chạy, quạt tản nhiệt chạy. Cái dòng này thì tất cả quạt tản nhiệt nó chạy một lúc nhé, thì nó sẽ tạm ngừng. Nó sẽ chạy một lúc rồi nó sẽ tạm ngừng lại. Đấy, để lúc nào mà nhiệt độ nó lên thì nó mới sử dụng, nó mới ok. Con này thì là một cái mẫu sạc ắc quy, đầy pin nó tự ngắt, báo nhiệt độ, sự cố cũng sẽ tự ngắt luôn cho chúng ta. Con này các bác lên cho em mã này, mã sạc 8A. Sạc 8A này thì nó không có sạc cho bình pin lithium, nên là giá của nó sẽ mềm hơn. 320k và bên em bao ship nhé, 320.000 đồng bao ship cho các bác cái mã sạc bình ắc quy 12V 8A này. 12V 8A nhé, 320.000 đồng và bên nhà em bao ship. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, một cái dòng sạc bình bơm lốp ô tô 12V. Cái dòng này thì các bác sẽ sử dụng bơm lốp. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật các bác nhé. Đây, hàng nội địa Nhật này, phun mới phun hộp luôn. Đây, em đã bóc sẵn ra cho các bác rồi. Con này thì nó sẽ có đồng hồ đo áp lực này. Con này thì bơm ô tô con thôi nhé, ô tô con thôi. Nó sẽ có cho các bác đó là cái đây, dây này, đầu dây của nó này. Và các bác về các bác cắm vào cái tẩu tẩu châm thuốc ở trên ô tô của các bác ấy. Đây, em đang ví đây là cái này tấu ra được. Đấy, và các bác bật lên. Bơm rất là ok nhé. Bơm rất là ok, rất là khỏe luôn. Hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật luôn nhé. Cái mã này thì các bác lên cho em mã này là mã bơm lốp 12V. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 530.000 đồng nhé. Bơm 12V 530k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này luôn. 530.000 đồng bao ship một cái mã bơm 12V. Đấy, các bác về các bác sử dụng cắm vào cái tẩu USB. Cái dây của này của nó dài đến cái dây này của nó dài đến gần 5 mét. 530.000 đồng ở bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo, một cái mẫu bơm điện. Con này thì của nó là Marine Taiwan, hàng Đài Loan này, sử dụng điện 220V. Đây, công suất các thứ thông số của nó đây. Em cắm ấm test luôn cho các bác luôn. Đằng sau nó có cái công tắc bật tắt nhé. Dây chịu áp lực cực kỳ lớn này. Van của nó này. Hơi của nó cũng rất là khỏe nhé. Rất là ok luôn, dây chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Cái mã bơm lốp này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 480.000 đồng, 480k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã bơm lốp bơm hơi điện 220 này. Nó sử dụng nguồn điện 220V, hàng của Đài Loan nhé, hàng xịn sò luôn đấy các bác. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng ấm siêu tốc nữa, con này cũng của Đức. Con này thì thương hiệu của nó là Josenben. Điện sử dụng điện 100 đến điện 230V. Công suất của nó là 1000W đến 1650. Hàng của Made in Germany của Đức. Hàng đẹp luôn. Mở nắp này. Bên trong là bằng inox. Dung tích của con này là 1.8L. Dung tích của nó là 1.8L các nhé. Con này thì giá của nó là 530.000 đồng. Đấy, 530.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Nó cũng có đầy đủ các bác là một bộ nó như này. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã ấm siêu tốc Đức Josenben này. 530.000 đồng và bên em bao ship luôn.
Đấy, 530 ngàn đồng và bên em bao ship luôn. Các bác yên tâm nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Một cái mã kế tiếp, một cái dòng ấm đun nước siêu tốc nữa. Con này cũng là siêu tốc kính này, của Hàn Quốc. Con này thì rẻ hơn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Gukudo SD16 này. Sử dụng điện 220 này, 50Hz này, công suất 1500W và dung tích là 2 lít. Giá tiền của nó thì bên em đang có mức giá chỉ có 130 ngàn đồng thôi. Ấm nước siêu tốc kính 130 ngàn đồng một cái. 130k. Hàng đẹp luôn. Nó cũng có nhiều màu nhé, con này nó có cả màu đen nhé. Con này có cả màu đen lẫn màu màu đen lẫn màu xanh. Đấy. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng bình ủ trà. Một cái dòng bình ủ trà này. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là dung tích của nó là 1 lít. Inox 316. Inox 316. Hàng đẹp xịn sò luôn. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 90 ngàn đồng. Chỉ có 90 ngàn đồng một cái dòng bình ủ trà 1 lít này. Thì lô này về nó lại toàn bộ của nó là màu đen không nhé. Cái lô này toàn bộ về của nó lại màu đen. Nên là nó rất là ok luôn. Đấy, giữ nhiệt rất là ok nhé. Màu đen. Bình ủ trà 1 lít giá 90 ngàn đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng vợt cầu lông. Vợt đánh cầu lông này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác đó là một cái vợt, à một cặp vợt, một cặp hai cái và một quả cầu này. Hàng này thì các bác đánh rất là ok luôn. Cước của nó cũng rất là căng để các bác có thể sử dụng thoải mái. Một cái này. Có cả bao túi đựng đi nhá. Rất là căng luôn này. Hàng xịn sò luôn. Hàng đẹp và rất là căng, các bác vụt thoải mái luôn. Cán của nó này. Rất là cứng cáp. Một đôi vợt nhé. Và hai quả cầu lông. Hai quả cầu lông này thì nó không phải là quả cầu lông như ở Việt Nam mình đâu. Cầu lông của nó là bên Nhật. Quả cầu lông của nó là bằng nhựa. Đấy. Giá của nó là bên nhà em đang có mức giá đó là 290.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã vợt cầu lông này có nhé. Vợt cầu lông 290k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bên em xin giới thiệu các bác một cái dòng xẻng sinh tồn, xẻng tháo lắp này. Cái dòng này thì nó là hàng của nội địa Nhật, Japan này. Hàng rất là xịn sò luôn nhé. Con này rất là chất lượng luôn. Này, mở ra này. Xoáy vào này. Cào cuốc thoải mái. Các bác cào cuốc thoải mái luôn. Con này thì có cả làm thành cuốc này. Hay các bác có thể làm thành xẻng. Thì nó cũng đều có thể sử dụng thoải mái luôn. Đấy, hoặc là các bác có thể tháo ra các bác làm gậy. Các bác có thể tháo ra để các bác làm gậy. Các đốt các bác đều tháo rời ra được. Con dao này các bác cũng có thể tháo rời ra được. Này các bác có thể làm gậy. Hoặc là các bác nào đi rừng mà chặt cây mà cành cao quá thì các bác có thể lắp con dao này vào. Lắp con dao này vào trên đầu này để các bác có thể phòng thân. Đấy. Rất là tiện lợi luôn nhé. Mà con này thì nếu mà bác nào mà lái xe ô tô đường dài, lái xe ô tô ấy, thì có xe ô tô con ấy, thì nên có một cái này trong cốp xe, nhiều khi là xe nó xa lầy. Đấy. Khi các bác nhận hàng ấy, thì nó sẽ nhỏ gọn ở trong một cái hộp như này thôi. Nó sẽ nhỏ gọn như này để các bác về các bác lắp vào thì nó sẽ thành một cái xẻng như thế. Con này thì tổng kích thước chiều dài của nó này. Không nhé. Tổng kích thước của nó là 93cm. Và giá của nó thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 350.000 đồng. 350k và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng xẻng sinh tồn này. Xẻng sinh tồn 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một số những cái dòng máy cạo râu. Ở đây thì nhà em có máy cạo râu của Panasonic này. Hàng này hôm nay lại về số lượng cực kỳ nhiều luôn. Khi các bác nhận hàng đến tay các bác là hàng mới luôn. Sẽ được tặng kèm theo một đôi pin của Panasonic nhé.
sẽ được tặng kèm thêm cho các bác, đó là một đôi pin của Panasonic, hàng mới luôn này. Cái này là hàng mới luôn. Mã của con này là EIS 6500P, EIS 6500P. Và con này thì đây, máy này em đã đang trải nghiệm. Quên mất lại cạo sao, không quay mấy video lại để cạo cho các bác. Nhưng mà con này cạo rất là ok, cạo rất là ok nhé, lưỡi của nó này. Cái này là dâu em lâu quên, nó không vệ sinh lại này. Đấy, dễ dàng sử dụng, sạch sẽ. Và hàng này đẹp, chạy rất là ok luôn, tít mù luôn. Cái con này thì có một cái điều lưu ý khi các bác mà sử dụng cái dòng này, đó là cái cách lắp pin thôi. Cách lắp pin thì con này thì các bác về các bác thay pin con thỏ các bác có thể sử dụng được. Đây, các bác lắp pin vào. Lắp pin thì lắp pin theo đúng cái chiều này của nó nhé. Đây, lắp vào. Lắp vào. Là chạy luôn. Đó, một cái mã máy cạo râu này thì mã của nó là EIS 6500P. Giá của nó bên em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên em bao ship nhé, 350k bao ship cho các bác cái dòng máy cạo râu của Panasonic này. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Boss, giá 600k và bên em bao ship nhé. Hàng này là hàng mới nguyên hộp luôn. Bật này, để các bác cạo này, hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Tạm dừng này, chuyển chế độ này. Bác nào mà râu quay nón thì nên lấy này, cạo cái này trước, cạo một lớp trước rồi các bác tắt pin xuống này và các bác cạo cái này. Con này thì các bác có thể tăng giảm chức tốc độ này. Đó, hiển thị cả phần trăm pin nhé các bác nhé. Hiển thị cả phần trăm pin luôn. Một cái máy cạo râu của Boss. Tắt nguồn thì các bác dí im nút này là tắt này, dùng xong rồi các bác dí im nút này này, 3 giây này, tắt khóa này thì không ai động vào được nữa. Đây. Thông số của nó đây, Germany này. 5W này, 5V này. Giá 600k và bên em bao ship nhé, số lượng thoải mái luôn nhé. Số lượng có thoải mái luôn. Máy cạo râu Boss. Máy cạo râu Boss các bác nhé. 600.000 đồng và bên em bao ship cho các bác cái mã máy cạo robot này. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng quạt cây quạt lửng này, hàng còn nguyên hộp luôn nhé, hàng còn nguyên hộp luôn này. Đây, em lấy lồng thánh ra để em đo cho các bác luôn. Còn khi bác dựng lên thì nó sẽ như thế này. Ở đây thì nó có lồng và cánh. Em đo trước rồi em sẽ giới thiệu cho các bác ở trên cây này nhé. Kích thước của cái lồng này là 35cm và cái cánh của nó là 30, và cánh của nó là 30, cánh 30 lồng 35. Hàng này hàng xịn sò luôn. Cái dòng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là cái nguồn điện 100V, 100V nhé. Cái dòng này hàng của Nhật. Con này thì ở đời của nó là đời 2022, nó sẽ rơi vào đời 20, 21, 22, cũng tương đối là cao, cái dòng đời của nó cũng tương đối là cao nhé. 50Hz này, 32-37W. Đấy. Sử dụng thì ok luôn. Con này thì các bác có thể rút cao lên này. Các bác có thể rút cao lên. Rút lên và ấn xuống thoải mái luôn. Này, ấn xuống. Rút lên. Đây con này nó đang bị kẹt này. Đấy, các bác có thể rút cao lên nữa. Đấy, nó sẽ dễ dàng và nó giữ lại cho các bác này, cái cổ nó này. Đấy, các bác thấy thấy rút lên cao lên rất là nhiều. Lúc đầu tiên mới thì nó sẽ hơi khó rút một chút, nhưng rồi một là hai lần là các bác sẽ rút được thoải mái nhé. Và con này thì đây, ấn xuống này. Sử dụng nguồn điện 110 này. Các bác có thể nghe thấy chạy rất là êm nhé. Chạy rất là êm luôn. Hàng này thì bao cho các bác là bao trống, bao cổ cánh chạy tốt. Đấy, con này thì có cả cho các bác đó là tút năng. Đấy, nó có cả tút năng cho các bác này.
các bác có thể thấy chạy rất êm luôn. Quạt của Nhật thì các bác yên tâm rồi. Con này giá của nó thì là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đấy, một cái quạt nội địa Nhật 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy. Hàng này thì nó là hàng quạt lửng, quạt khi mà các bác rút lên thì nó sẽ tùy theo cái độ cao của các bác có thể điều tự điều chỉnh cái độ cao của nó này. Các bác muốn rút lên, ví dụ là giường các bác cao vào tầm này, các bác có thể rút lên một nấc. Đấy. Rút lên 2 3 nấc đều được. Một nấc 2 3 nấc thì các bác đều có thể rút thoải mái. Để rút cái khác thì không dễ. Tất cả các con đều các bác có thể đều rút được dễ. Đấy, dễ dàng. Các bác bấm vào. Nó sẽ mất 1 2 lần đầu các bác rút sẽ khó, còn sau này các bác rút sẽ dễ. Đấy, quạt cây. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé. Giá 1 triệu đồng và bên em bao ship. Đấy, còn đây là một số những mẫu phần quà nho nhỏ bên shop nhà em muốn gửi tặng đến quý cô bác anh chị. Đó thì ở cuối video ngày hôm nay thì sẽ tặng cho các bác đó là một số những phần quà, đó là những cái bộ gãy lưng như thế này. Đấy thì các bác đặt hàng thì các bác cứ bảo em là có tặng quà đấy nhé, thì để em sẽ tặng các bác, nếu mà đề phòng là nhiều khi là quên, nên là hy vọng các bác sẽ nhắc em. Đó thì bên em Dân xin phép được dừng video tại đây. Kính chào quý cô bác anh chị, hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo của em Dân. Xin trân trọng cảm ơn.